mơ của mẹ, phát sóng 20 giờ thứ hai, ba, tư, xem đồng thời trên Vion. Thank you.
của ta ở kiếp trước giờ đã trả xong nên em rời đi. Linh cảm em đã có ai rồi cất bước cũng chẳng cản ngăn em được. Thấy em đang có ai đợi rồi, nhiều điều anh vẫn muốn nói. Em bảo rằng thôi, có lẽ em muộn rồi. Muốn níu tay em lại nhưng con tim anh đang bối rối. Anh chỉ muốn hỏi em một lời thôi, tại sao em thay đổi? Anh vẫn chưa có câu trả lời. Lời chia cắt chưa trên môi mà tay đã buông anh rồi. Nhìn mây trôi mãi, anh chỉ mong muốn ta quay lại. Giờ em lỡ yêu thương ai thì anh chính thức thất bại. Thật sự trong tim anh giờ chỉ mong hỏi ngọn gió đông cứ vạn kịp không. Tình cảm anh bao lâu chẳng muốn quên đâu. Từng yêu xấu khoan trao người xấu những thứ ta từng. Có lẽ duyên nợ của ta ở kiếp trước giờ đã trả xong nên em rời đi. Linh cảm em đã có ai rồi cất bước cũng chẳng cản ngăn em được. Thấy em đang có ai đợi rồi, nhiều điều anh vẫn muốn nói. Anh bảo rằng thôi, có lẽ em muộn rồi. Muốn níu tay em lại nhưng còn tim anh đang bối rối. Anh chỉ muốn hỏi em một lời thôi, tại sao em thay đổi? Anh vẫn chưa có câu trả lời. Lời chia cắt chưa trên môi mà tay đã buông anh rồi. Nhìn mây trôi mãi, anh chỉ mong muốn ta quay lại. Giờ em lỡ yêu thương ai thì anh chính thức thất bại. Thật sự trong tim anh giờ chỉ mong hỏi ngọn gió đông cứ vãn kịp không. Tình cảm anh bao lâu chẳng muốn quên đâu. Từng yêu dấu khoan trao người sau những thứ ta từng. Thật sự trong tim anh giờ chỉ mong hỏi ngọn gió đông cứ vẫn kịp không. Tình cảm anh bao lâu chẳng muốn quên đâu. Từng yêu dấu khoan trao người sau. Tại sao em thay đổi? Anh vẫn chưa có câu trả lời. Lời chia cắt chưa trên môi mà tay đã buông anh rồi. Nhìn mây trôi mãi, anh chỉ mong muốn ta quay lại. Giờ em lỡ yêu thương ai thì anh chính thức thất bại, cứ vãn kịp không. Trong tình yêu, ai cũng muốn nắm tay người mình yêu để cùng nhau xây dựng một mái ấm hạnh phúc. Đâu phải mình muốn là sẽ được. Đôi khi thằng bạn của mình cũng muốn, nên cũng đành thôi. Đã từng bị bạn giúp tôi. Ở một diễn biến khác, tôi cũng không phải là sự lựa chọn. Một cô gái như em sẽ hối tiếc vì có không giữ, mất đường tiền. Tự nhủ, đó chỉ là một cuộc tình không may. Nhưng tôi cũng quyết định yêu thêm một người nữa. Nhưng rồi chúng ta không còn chúng ta. Mà chị sẽ chẳng có gì để nói nếu nó không xảy ra tận 4 lần. Nghĩ đi bạn, đâu ai chung tình được mãi.
Ôi thất tình 4 lần luôn. Nhiều tổn thương quá luôn á. Có không giữ mất đừng tìm. Chúng ta không còn chúng ta. Rồi. Nhiều tựa quá ca bản nào đây. Đó. Mạnh dạn chốt đơn. Người tình mùa đông. Chứ bây giờ ba cái bài đó mà để thì sẽ không hát. Đúng không ạ? Đúng rồi. Tiên nghĩ bài nào ạ? Trên tình bạn với tình yêu đi. Cũng có lý. Có lý, hôm bữa hát nhạc buồn, hôm nay giật. Khoa nghĩ sao ạ? Nếu như mà đã trải qua quá nhiều đau khổ như vậy rồi á, thì không có bài nào phù hợp hơn Giọt Lệ Đài Trang nữa ạ. Giọt Lệ Đài Trang, hát bolero luôn hả? Dạ. Cha. Biết đâu chừng. Quy. Có thể là bạn sẽ hát bài Kiếp Về Sầu ạ. Có lý luôn. Hoặc là Tình Đơn Phương. Tình Đơn Phương đôi khi thấy ai cười vui lòng anh đau đớn. Đúng rồi, có mấy mưa phi trường tiễn người yêu đi luôn. Giấc mơ của mẹ phát sóng 20 giờ thứ hai, 3, 4 xem đồng thời trên Vion.